thôi còn có một miếng à, mẹ nó ăn đi. Ông nói với tôi con mình lấy gì nó ăn, con mình nó là tương lai của cái nhà này, ông hiểu không? Nó phải ăn đi cho nó mau lớn, ông hiểu không? Ăn cho nó mau lớn. Thôi con thấy ba dạo này yếu lắm, thôi ba ăn đi. Ba cũng khỏe, thôi để mẹ con ăn. Mẹ là mẹ thương con nhất trong nhà, con hiểu với mẹ không? Con đi đó, mẹ cho con ăn. Ăn cơm trắng cũng được. Thấy bà nãy giờ cái này mới thôi bà ăn đi. Đâu? Thôi bà ăn đi. Con ăn đi. Thôi giờ khỏi ăn luôn đi. Con gọi tôi. Rồi ăn xong rồi nha mẹ. Cái thằng này còn miếng cơm không chị? Ăn cho hết đi, mẹ rửa cái chén luôn. Rồi thôi mà. Anh ơi, lỡ lỡ rồi còn hai miếng thịt này ăn hết luôn đi con. Đó, con nó ăn thịt mẹ đi, mẹ rửa cái dĩa luôn. Xong rồi mẹ không? Tôi ăn cái nó khô lắm, lỡ hút miếng canh không? Hút cho hết miếng canh rồi à, mẹ rửa cái nồi. Mày mời ai chưa mà mày ăn? Con nhà mất dạy. Dạ, dạ mời cái nhà ăn cơm. Cái nhà là ai? Tao ngang hàng với mày. Mời từng người. Mời ba ăn cơm, mời mẹ ăn cơm. Mày ăn cơm, mày đổ ăn cơm, mày luôn cơm, mày bố mẹ ăn cơm, mày bạn sao cơm. Dạ, mẹ mời hết rồi. Ngon ghê ta. Để tiễn mọi người về nha. Nhọn đi con. Con vui ăn không vậy? Ôi, nhà hàng xóm cãi nhau thì không cái. Biết nói gì với ba đi trời. Mẹ đâu rồi ta? Giờ mày nói gì đấy? Mình nên hỏi nó có gì đây ta? Sao nó không hỏi mình? Thằng này. Trời ơi sao im lặng dữ vậy? Giờ nói gì ta? Nghĩ ra gì đi mà. Học hành sao rồi con? Dạ bình thường ba. Biết đây ba lại hỏi vậy mà. Chuẩn bị hỏi khi nào thi nè. Chừng nào thi? Dạ tuần sau con thi. Cố lên nha. Dạ ba. Trời cái gì sao nó vui dễ trở vui luôn. Con mẹ con làm đổi chứ. Chớp chồng quá trời tội thứ như vậy đi bụi. Dạ. Nghe nói sáng nay phát bài kiểm tra gì á, mày đưa mẹ mày chưa? Dạ chút. Ê mày giấu. Hàng xóm đi, con nhà hàng xóm 10 điểm đó, nó bị khoe quá trời khoe mày giấu đúng không? Mày đi chơi nét cái gì? Mất xe đạp rồi chứ gì? Không. Nãy đi bộ về, đạp đi ngay mà. Cô giáo gọi về, yêu đương. Ngọc gì đúng không? Ngọc. Yêu Ngọc tập gì đó. Tay ông chuồng cô gọi về bắn vô. Không có nuôi mày nữa, mày đi đi đi. Dạ nhờ ba nhờ mẹ mới học về. Nhưng mà nay tôi ra ngoài mà. Anh bảo hai cha con dán sớm. Tôi gắn với nhau nha. 5 minutes later. Trời ơi lại nữa. Mày điếp nữa rồi. Chuẩn bị hỏi mấy câu cũ nữa nè. Ủa mà sao mình không hỏi trước? Hình như mình ít hỏi thăm ba thì phải. Dạ ba. Dạo này công việc của ba sao rồi? Cuối năm rồi. Cũng hơi nhiều việc. Không sao, ba ráng được. Dạ. Ăn đi con. Ba cố lên. Nói vậy thôi. Tôi ở nhà ăn cơm. Lâu lâu nhà mình ăn cơm chung đông đủ vậy. Con ăn đi con, tương lai của gia đình rồi đó. Dù vắng ai thì bữa cơm gia đình sẽ im ắng đi một chút. Nhưng đằng sau sự im lặng đó là động lực của người đàn ông lựa chọn cố gắng lao động, mặc bao vất vả ngoài kia, để sau này không cô đơn, để sau này bữa cơm gia đình luôn được trọn vẹn. Khi người đàn ông không nói không có nghĩa là họ vô tâm, mà họ đang âm thầm hành động cho gia đình của mình. Còn bạn muốn cảm nhận người đàn ông trong gia đình của mình như thế nào thì hãy xem MV Đàn ông không nói mình để ở dưới comment nhé. Hãy like và subscribe cho mình nhé.